Hi, chào mừng anh em đến với kênh kiếm tiền 6886 à, Cách đây 2 tuần trước, hai à, tháng trước anh em Mình có ra một cái video nói về cái dự án là IC à, Thì đối với cái đồng coi này anh em Thì hiện tại nó đã gọi là sắp tới Nó sẽ chạy chính thức nha anh em Lúc trước đó, đó là mạng testnet Tức là nó đang chạy thử nghiệm Và nhiều anh em đã đăng ký có tài khoản rồi Và tất cả anh em đã mời bạn bè của anh em cùng khai thác Thì nó vẫn giữ nguyên cho anh em Ok ha Còn những anh em nào đã biết được video này thì hãy nhanh tay Bởi vì đây là một cái dự án cực kỳ tiềm năng miễn phí và không tốn thời gian nhiều nha anh em. Thì cái này cứ sau 24 giờ chúng ta sẽ vào cửa làm một lần thôi anh em. Click cái búa này nè. Anh em thôi cái hình cái búa bên dưới này Tức là khi mà chúng ta hết thời gian khai thác á, thì nó sẽ không có cái búa nó dập xuống và khi đó thì cái khung của nó anh em sẽ trở về màu vàng. Thì hiện tại mình đã khai thác rồi cho nên cái khung của mình đang là màu xanh. Ok ha. Thì đây là cái tốc độ khai thác của mình đây. Thì cứ mỗi giờ như vậy nó sẽ cộng khoảng là 40 42 cái đồng là IC cho chúng ta. Ok nha anh em vào cái chỗ cái búa này anh em sẽ thấy ha Đây là cái thời gian của mình à, nếu như sau 24 giờ anh em không kích đó thì nó sẽ ngưng khai thác nha anh em và tổng số khai thác của mình nó sẽ là nếu mà gửi staking nó nó sẽ có là 5 năm Ok ha thì đây anh em cũng có thể dùng cái những cái đồng coi của mình để staking 5 năm và để chúng ta tăng tốc độ đào tối đa lên đến là 250 rất là ngon anh em thì đây là một cái kèo mà nói thực sự cái kênh truyền thông Twitter telegram nó đã có trên 100k người theo dõi rồi em rất là khủng luôn á Đây là một dự án Tuy là đang thử nghiệm nhưng mà rất là tiềm năng và hai tuần nữa nó sẽ có một cái phiên bản chính thức và lúc đó cái số coi của anh em nó cũng sẽ tự động sẽ cập nhật lại cho anh em cho nên mình nói uh, test net hay là uh, chính thức thì nó đã đi đúng lộ trình của nó thì là đây là một cái dự án cực kỳ tiềm năng nếu như xem được video này anh em là người cũ đã bỏ khai thác thì hãy nhanh tay ha tại vì lâu lắm rồi mình không có ra video cập nhật này do mình vừa nhận được cái thông báo trừ từ cái twitter của nó anh em nó đăng cách đây một ngày trước và 22 giờ trước á cho nên mình rất an tâm về dự án này ok thì ví dụ anh em đang có cái đồng coi này anh em muốn gửi stacking tiếp tục á thì anh em chỉ cần nhấn vào stacking ha thì stacking này nó sẽ có thời gian tối thiểu sẽ là hai năm ok ha và cái số coi của mình đó đang có là nó có thể cho mình anh em nó sẽ tính ra phần trăm nó cho chứ không phải là mình muốn bao nhiêu cũng được nha ví dụ như mình kéo lên tới 5 năm đi thì nó sẽ cho tối đa mình chỉ có là 121 cái đồng coi thôi Ok ha sử dụng mình kéo về lại 2 năm và bên dưới là cái tốc độ đào sẽ là ví dụ như anh em muốn giữ lại 75 phần trăm hoặc là anh em kéo 100 phần trăm cũng được nha 75 phần trăm tức là sau đó anh em sẽ nhận lại cái số 25 phần trăm đó anh em sẽ được mở khóa để anh em có thể giao dịch còn nếu anh em đúng 100 phần trăm như thế này á, thì anh em sẽ được là khóa tất cả và sau 2 năm nó sẽ mở khóa cho anh em để anh em giao dịch ha và tốc độ đào của anh em cũng cũng sẽ tăng lên là 70 phần trăm đó là tùy anh em ha thì theo mình nghĩ anh em cứ kéo 100 phần trăm đi tại vì cái số coin nó cho chúng ta khai thác rất là ít là anh em không đâu có nhiều đâu thì ví dụ có thể là mình sẽ để 75 phần trăm đó ví dụ mình kéo xuống 75 đi cho anh em xem ha đó mình làm mẫu cho anh em xem nha Ví dụ anh em kích vào là tôi đồng ý với điều khoản nè Anh em chỉ cần bấm cái chữ là Start thôi Là anh em sẽ được khai thác Ok thì mình sẽ bấm chữ Start nha Tại hiện tại tốc độ khai thác của mình chỉ có 42 à, uh, cái đồng uh, IC trên một giờ Thì mình sẽ xem thử mình tăng tốc độ lên bao nhiêu nha anh em Ok nè Anh em thấy không Thì nó đã tăng tốc độ lên là tới là 64 anh em thấy không Cộng 64 IC trên một giờ Tốc độ lên khá là nhanh Đó thì đây là cái cách để chúng ta không có rep nhưng mà chúng ta vẫn dùng cái IC này để chúng ta start để chúng ta tăng tốc độ khai thác của chúng ta lên để chúng ta kiếm thêm thu nhập và cái dự án này là đây là một cái dự án đi đúng lộ trình và rất là ok luôn nha anh em mình khuyên anh em á, nếu đã tham gia rồi thì anh em hãy cố gắng nha và một cái điều quan trọng nữa anh em cái vấn đề đăng ký á, thì chắc có lẽ là mình sẽ phải để video bên dưới phần mô tả bình luận video anh em xem là cái video đó để đăng ký nha Tại vì mình không thể nào đăng ký lại được nếu như mình chết ID, ID IP anh em với lại đăng ký hai tài khoản thì nó sẽ khóa tài khoản chính của mình ở đây cho nên mình không có khóa mình không có đăng ký lại được cho nên anh em xem lại cái video cũ giúp cho mình nha đó anh em thấy không thì nó có rất chi tiết cho chúng ta ví dụ như là uh, khi chúng ta tăng tốc độ đào lên thì ở đây anh em thì nó sẽ cộng lên rất là cao này ví dụ như là rep như vậy anh em đó chúng ta gửi stacking nó sẽ có ok hơn ha ok rồi thì nói chung là đây là một dự án cực kỳ ngon anh em thích tham gia thì có thể tham gia và để mà mời bạn bị tăng tốc độ đào thì anh em bấm chữ invite friend này nó sẽ ra một cái đường link thì chúng ta chỉ cần nhấn vào có thể chia sẻ trên WhatsApp này Telegram Twitter, Twitter hoặc là anh em chỉ cần là nhấn vào cái chữ copy link bên dưới này đó là chúng ta có thể là chia sẻ cho bạn bè của mình để tăng tốc độ đào Ok nha rồi trước khi tham gia dự án thì mình cũng sẽ cho anh em biết được cái kênh truyền thông của nó và trang web chính thức của nó nó lộ trình ra sao rõ ràng chi tiết như thế nào thì anh em hãy tìm hiểu sơ qua một chút tại vì video cũ mình đã nói rất rõ rồi nhưng mà mình mong muốn video này để anh em biết được chi tiết hơn có nhiều anh em có lẽ là chưa có tham gia thì video này sẽ giúp anh em tham gia ha. Ok, ngoài cái việc mà chúng ta à, chúng ta đăng ký, chúng ta khai thác là một tốc độ bình thường rồi, anh em có thể làm những cái nhiệm vụ ở đây này, đó, nhiệm vụ ở đây ha. Nhưng mình đã làm hết rồi, anh em chỉ còn zone vào tất cả các nhóm của nó thôi. Đó là yêu cầu gì thì chúng ta cứ làm yêu cầu đó thôi thì anh em sẽ được là tăng tốc độ đào tối đa lên và anh em sẽ được hưởng hoa hồng rep. Ok ha. Ví dụ như là cái đầu tiên này, anh em chỉ cần claim này, đó. Rồi chúng ta chỉ cần bấm star minin là ok rồi up một cái hình đại diện nào đó cũng được anh em sau đó follow kênh uh, Twitter follow kênh Tarara, rồi chúng ta mời bạn bè. là chúng ta đã vượt được cái tốc độ đầu tối đa và chúng ta có thể là nhận được những cái đồng coi của nó và chúng ta có thể là nhấn vào cái hình này để thứ nhất á, là nó sẽ khai thác hàng ngày thứ hai chúng ta nhấn vào Staking ở đây thì nó sẽ bắt đầu Staking cho chúng ta anh em thấy không à, chỉ hai uh, năm thì mình đã có được cái số coi này rất là khủng luôn nói chung là mình chỉ bỏ ra chỉ có tầm chưa tới 100 coin anh em Ok. Thì nói chung anh em đăng ký với đường link của mình, nhập mã mời của mình thì anh em sẽ được ngay cái 10 cái đồng IC. Không có 10 cái đồng IC thì anh em sẽ không khai thác được nha, nó bắt buộc rồi. Tất cả anh em khai thác bắt buộc phải có ít nhất là 10 cái token IC. Đó, 10 ha. Khi anh em đăng ký đường link của mình anh em nhập mã code là kiếm tiền 6886 anh em sẽ được là 10 cái đồng IC. Và video hướng dẫn anh em cách đăng ký chi tiết rõ ràng nhất đó mình để ghim bên dưới phần mô tả bình luận video nha anh em xem lại video đó giúp cho mình tại vì mình không có làm lại tiếp tục được nữa ok thì mình sẽ trở ra kênh truyền thông kênh uh, Terra RAM cũng như là kênh Twitter của nó uh, và cái trang web chính thức của nó để anh em biết cách ha và đây là cái trang web chính thức của nó nha anh em ok ha bạn được mời đến uh, uh, gọi là người tuyết anh em người băng người tuyết đó. IC là một loại tiền điện tử uh, mới nhất mà bạn có thể khai thác miễn phí bằng điện thoại của mình tất cả những gì uh, những lời mời từ một thành viên đáng tin cậy hiện đang có của bạn ha Ok, thì đây là cái mã mời của mình. Ví dụ anh em đăng ký, anh em chỉ cần sao chép thôi. Anh em bắt buộc phải sao chép trước nha anh em. Sao chép trước hoặc là anh em có thể đăng tải ứng dụng về rồi lát nữa anh em à, đăng ký rồi anh em nhập mã mời cũng được ha. Kiếm tiền 6886. Ok, thì chúng ta có thể tải về Google Play hoặc App Store. Thì anh em có thể tải về. Mình không biết là App Store nó có cập nhật cho anh em. Thì anh em thử ha. Rồi, ở đây thì anh em sẽ kéo xuống ha. Thì bạn... À, à, sẽ được như thế nào và ra sao đó và nó cũng sẽ có một cái chế độ gọi là khai thác miễn phí 24 giờ và gửi tiết kiệm stocking 200 phần trăm trên hai năm à, thấy anh em không rất là ngon ha và anh em có thể kéo xuống này đây thì nó sẽ như thế nào nó sẽ rõ ràng và mình sẽ vào kênh uh, Twitter của nó ở đây và mình thấy uh, cái kênh Twitter của nó đang hiện tại đang có là 106 uh, nghìn người theo dõi rồi nha anh em và một cái bài đăng mới nhất của nó thì mình sẽ bấm cho anh em xem và mình sẽ dịch ra đây anh em xem được uh, sẽ thấy được nó tiềm năng ha Ví dụ như dự án chưa được chính thức ra mắt nhưng chúng tôi dự kiến sẽ công bố ngày khoảng 2 tuần tới thì sẽ có một giai đoạn thử nghiệm này nó sẽ kết thúc Ok ha à, Rồi nếu bạn gặp sự cố dụng này anh em và hãy chia sẻ bạn bè thành viên trong nhóm của bạn họ không bị nhầm lẫn ha Hãy luôn lắng nghe những điều sau IC là một dự án mã nguồn nhấn để khai thác hoàn toàn 100% đầu tiên bắt đầu từ giai đoạn 1 ha không giống như các dự án tương tự khác băng không hiển thị và sẽ không bao giờ hiển thị bất kỳ quảng cáo nào ok ha tức là cái ic này em từ khi mình biết đến nó và mình khai thác chưa có một cái video quảng cáo nào từ dự án này thì mình thấy nó là cũng là một cái ok ha và ic này không là một dự án không phải là một dự án lừa đảo chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu một xu từ bất kỳ người dùng nào của mình hoặc kiếm tiền thông qua quảng cáo hoặc bán dữ liệu của người dùng và thành công của các bạn chính là thành công của uh, dự án ha ok và mình thấy những cái bài đánh giá bên dưới đó đều là tốt hết nha anh em ví dụ như bài gần nhất nè bài này là mình sẽ dịch ra luôn cho anh em ha à, với phiên bản cập nhật này chúng tôi đã giải quyết các lỗi liên quan đến nền kinh tế nơi tận số người dùng nhận số tiền thưởng lớn và không cần làm gì giờ đây tất cả thu nhập của bạn đều liên quan đến số lượng người khai thác trong nhóm ok ha thì đây là một cái dự án cực kỳ tiềm năng và mình, mình theo dõi thử một cái dự án khác ha số dư băng không có vấn đề gì khi được thiết lập trở lại 10 như đã được thông báo trước đó Uh, nhưng tại sao tỷ lệ kiếm tiền cũng tuyệt vời, và quay lại mặc định 16. Ok thì nói chung á đây là một cái dự án cực kỳ tốt ha. Mình thấy nhiều bài đánh giá trên uh, Twitter anh em cũng khá là tốt á, cũng uh, một số người uh, cũng như là những đội nhóm của mình đó mình thấy họ hỗ trợ cái vấn đề gọi là uh, gọi là quảng cáo về cái video này kia không có anh em, không có luôn. Ví dụ như ở đây nó có thể sắp tới nó sẽ ra những cái ví dụ như là web3 hoặc là blockchain riêng của nó. Thì đây là một dự án cực kỳ lớn nha anh em. Rồi sau đây mình sẽ vào kênh Ram thử nha anh em. Ok. Kênh Telegram của nó thì hiện tại cũng đang có là 125k người theo dõi anh em, cũng rất là ngon á. Nói chung là dự án này mình thấy khá là ok. Anh em có thể là chụp hình những cái này để chúng ta đọc nha anh em, tại vì chúng ta càng biết nhiều thông tin thì sau này chúng ta sẽ không bỡ ngỡ khi mà chúng ta cài uh, uh, C hoặc là chúng ta làm một cái đồng coi hoặc là nó list một số sàn thì chúng ta có thể là dùng cái tư tưởng tư duy của mình anh em. À, không cần phải một youtuber hay là những anh em nào cập nhật cho anh em anh em vẫn làm được điều đó ha Ok thì mình đã hướng dẫn anh em chi tiết về cái uh, ứng dụng đầu coi IC trên điện thoại Android hoặc là iOS rồi anh em là thấy dự án này Ok thì có thể tham gia rồi thì sau đây mình sẽ ra mình random cái video của mấy ngày trước cho anh em nha dạo gần đây mình rất là bận công việc cho nên mình không ra video thường xuyên được nha rồi bốn ngày trước mình có ra một cái video anh em thì chỉ có 130 trăm lượt xem thôi thì Nói chung ít thì mình sẽ random ít anh em Mình không có kinh phí nhiều thì chắc có lẽ mình sẽ random một bạn thôi anh em Nói chung video mình đăng lên rất là nhiều spam anh em à Thì có 65 lượt comment hợp lệ ha Thì nếu như anh em muốn kênh mình tặng thưởng cao Trúng thưởng random cao á Thì anh em cứ xem video vào anh em cho mình mỗi người một cái like Có mất mát anh em đâu anh em Thật sự anh em lượt xem thì không có rồi Mà lượt like cũng chả thấy nhiều Mà lượt comment thì đầy hết anh em à Ok Thì mình sẽ chọn ra một bạn ha À, Nguyễn Thị Thanh, Thùy Thùy Thúy gì đây. À, rất là dài ha và bạn số 2 nha anh em. Ok, hai bạn Hưng Béo và bạn Thúy Thanh Thủy gì đó hãy liên hệ qua Ta nhận, nhận thưởng nha anh em. Ok.